mấy cá làm khổng thực mọi người ạ. Mà chả biết anh ấy đi đâu ấy. Chắc là lại đi uống rượu hoặc là lách này đi hay là đi đuổi chuột rồi. Kéo thế ấy. Cháu đi đuổi chuột đấy. Trời lạnh này ta đi đuổi chuột rồi. Mà làm sao hôm nay lại không rủ mình nhá. Đấy. Đã thế hôm nay mình tự nấu ẩm thực một mình luôn mọi người ạ. Con lợn này là con lợn không phải lợn con đâu. Con này là già lắm rồi đấy mọi người ạ. Lợn rừng đấy. Hai con nó rủ nhau đi trước tử. Nó giúp vào cái thanh sắt nó bị kẹt mẹ chết tôi luôn. Nhưng mà mình chưa biết nấu món gì. Đang định dùng xuống đây dùng Areca con sư xem làm món gì. Lợn này mà nướng thì mình không làm được. Không đủ sức rồi. Hay là mình đấy nhỉ. Nấu đông. Không. Thì lợn là mình kho. Hôm nay mình sẽ kho con lợn này nha mọi người nha. Đấy. Dày lắm này. Mình dày nặng lắm. Lợn rừng con này phải tầm 1 tuổi rồi đấy. Nhưng mà nó bé. Chỉ cho ăn cây chuối với hoa quả thôi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi xem nhà món Areca có nguyên liệu gì không nhỉ. Nấu món lợn kho nha mọi người nhé. Lợn nhiều. Thịt lợn ba chỉ kho đấy. Đấy. Mình vừa lục tung nhà món Areca mọi người ạ. Chuẩn bị được khá là đầy đủ nguyên liệu luôn. Đấy. Không biết là anh đấy chuẩn bị làm món gì này. Đây anh. Trong kia còn nhiều lắm mọi người ạ. Đây gia vị luôn. Đó. Quan trọng này, kho cá là phải có trứng này. Đấy. Mình lấy tất chỗ trứng này. Trứng này là Areca mua về để tẩm bổ cho vợ Areca sắp để mọi người ạ. Chưa ăn trộm ra đây để chế biến ẩm thực. Mình trong lúc làm sơ chế với món này thì cho trứng vào luộc trước nha mọi người nhé. Thì mới tí nữa mới bóc được vỏ để mà kho. À, có gà. Mình thái to to một tí mọi người ạ. Thái to to ra là mình kho tí nữa nó ăn cay mà mình không bị nát riềng ăn mình ngon nhỉ. Ok, thái riềng đã xong rồi nhé mọi người nhá. Bây giờ đến làm ớt. Ớt thì cái này quá đơn giản, quá dễ dàng nhỉ. Mình sẽ không thái ra, mình sẽ cho cả con mà. Mình vặn vào cuốn đi nhá. Mình để cả quả luôn mọi người ạ. Ăn nó mới đẳng cấp. Nó giống thịt kho Trung Quốc ấy. Nhìn đẹp lắm mọi người ạ. Ngon.
phim ẩm thực Trung Quốc rồi, đến ẩm thực nước ngoài rồi. Người ta cũng lợn rô rô phê. Ui, cái nồi trứng hình như là được rồi nhỉ. Sôi sục sục một lúc rồi. Bây giờ mình sẽ lấy trứng ra để vào nước lạnh nguội, xong mình sẽ đi bóc trứng nhá mọi người nhá. Ok mọi người nhá, mình vừa cho ra mình ngâm nước nguội để cho nó nguội nguội thì mới bóc được mọi người ạ. Đập vào, đập xung quanh quả trứng này. Đấy. Tay bóp kia nè. Xong bóc thế này bây giờ mình dễ này mọi người ạ. Mình kinh nghiệm bóc trứng lắm, chuyên gia đi bóc trứng tầm bột cho chó. Để cho con lợn nó ngon này. Úi trời, đen tui lui.
Ok. Tí nữa nếu mà nó chưa lên màu thì mình cho tiếp nha mọi người nha. Cho một ít mì chính. Cho một ít bột canh. Bây giờ mình sẽ chè củi để nhóm lửa mọi người nha. Từ lúc mình trong củi nấu khoảng độ 2 tiếng rồi mà Marika vẫn chưa về mọi người ạ. Bây giờ mở thử ra xem là có chín chưa nhá mọi người nhá. Ui cha. Lẻ mềm nhũn nha mọi người ạ. Nước ra rồi. Mình lúc nãy mình châm tên lên để tận đây nước. Mà bây giờ nó đã cạn cạn khá nhiều rồi. Thôi mình cho thêm 2 lon bia vào cho nó thơm rồi. Cho nó dậy mùi hương lên. Mùi quế, mùi hoa hồi, thôi rồi. Nhưng vẫn không ăn thua. Có bốc cái này đi nữa. Cho nó trong cái nồi này có nồng độ cồn. Đây, đây mình cho thêm gia vị. Không có sợ nó không được thơm rồi nhỉ. Thuốc bắc. Thịt câu cá. Thơm. Ấy xa. Chẳng biết nó còn ăn gì mà lợn không ăn. Quá thơm. Đẳng cấp luôn. Đây mình đậy vung vào nha. Đậy vung vào. Không đến lúc nào còn cạn một ít nước thôi thì sẽ ăn được nha mọi người nha. Đấy. Ui giời. Khả năng tôi nghĩ là chín rồi, là ngon rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ vớt ra đợi tí nữa để nguội để úp cả nước canh nha mọi người nhé. Con lợn luôn này. Lợn nuột cả con à. Ôi trứng này. Ôi cái gì nữa đây. Này. Ôi được. Đây. Ôi lại. Lại chuyên mục ẩm thực cho chó à. Chó chó. Lợn chết nó ra. Bỏ cái ô mua đi. Cái này là lợn rừng nhà em đây. Lợn em nó tự tử. Tí là gãy lưng. Lần này nó tự tử mà. Ui mày nấu kiểu gì vậy? Dạ ơi. Sao nước nhìn như chè đậu đen ấy nhỉ? Đừng có mong mình nuôi đây. Chắc nấu cái tỏ gì. Không. Sao nước nó như chè đậu đen ấy nhỉ? Em cho nước hàng nhiều quá. Chế độ đỏ. Đưa cái này. Đây. Cái gì đấy? Ui hạt rồi á, móc kén hạt rồi á. Không biết. Ui giời ơi, hóa hồi. Hóa hồi. Gia vị là anh nghe chắc. Anh ấy không anh đi nấu thì em lấy cho tất vào. Ra 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 nước ra nhé. Tắt trước đi mọi người. Ngon đấy. Đây là mì. Mềm nhún này nhỉ. Mày phải bị nhiễm đồ ăn Trung Quốc. Ui dồi. Ui dồi chân giò này. Chân giò này ít là anh để phần cho vợ anh nha. Để
cho đi để. Thế thì vợ ta chửi ta chết. Lớp mềm như bún. Nhũn rồi, không bắp được ra ra ấy. Được. Lấy đuốc coi. Trứng thế? Trứng ở trong cái tủ ấy. Tủ. Mình nấu như nấu cả. Ngon nè. Tao thấy mùi nó không được. Thơm mà sao nó thơm hay đấy nhỉ? Không phải cái gì bắt chước được đâu. Này anh thấy chưa? Này, ớt cả quả nè, được chưa cô? Ớt cả quả luôn. Tung Trung Quốc là tung cẩu. Tung cẩu là chỉ có cho cháu ăn thôi. Đấy, bây giờ xem nào. Mày ăn chứ. Anh không phải. Để thì cháu ăn trước, được chưa? Để đây em ăn trước. Đưa em cái mua đây. Ui, mềm nhũn nó. Món của em làm chỉ ngon trở lên. Ui, ui chỗ này, mình đưa ta tập trong miếng này. Này, bạn đây nhìn lại bảo không hấp dẫn đi. Cũng được. Em lấy dao nhé. Dao con nhé. Ok. Em lấy thìa nhé. Ngon không? Ngon đâu. Đồ ngu. Đồ ăn lại. Cút mẹ mày đi. Nấu cái kiểu gì này? Để ăn nó như kiểu em mua con đâu, đưa đi cho bạn. Đây. Phết. Phết cái gì? Ngon thế này. Anh toàn mùi. Mùi hoa hồi. Sặc sặc xúc xúc. Nhưng mà cái này nấu cho chó gì? Cái này, cái đoạn này ngon nhất. Ngon cái cứt đấy. Ôi trời, cho chó mà làm sạch sẽ nấu cẩn thận này. Cẩn thận cái gì? Phí của rồi. Anh cố em miếng như lúc nãy. Cho ngon thì thịt bỏ. Đây, 10 cộng. Đây nhá. Lại bảo là không ngon đi. Miếng này nhá, không ngon nhá. Chặt đầu em đi mà đã bóng. Ngon. Ăn đi, ngon. Ngon thằng ngồi đấy. Đồ ngu. Nấu cái kiểu gì đây? Sao nấu? May mà không phải lợn. Ôi, nó khóc ngày ngày ấy. May không phải lợn nhà tao lợn. Hay con lợn này bị bệnh nhỉ? Mày thả con trùm ra đây. Xem nó ăn không? Không, đoạn này nó bị thế nào? Đoạn nào? Cả một con mày cho lên luộc. Luộc với cái gì? Cái gì đấy? Hành... Khó đấy. Anh cả con, chấm đen cả con. Hoa hồi, kho con ăn được một giềng. Trứng. Hành à, cũng này nấu thành thập cẩm ấy nhỉ. Cắm lợn cũng nấu thập cẩm. Thế ăn được. Được ngon. Ngon. Ngọc mà à, ăn được miếng mà. Thế ăn được. Ăn đi. Hả? À, anh bóc ra mà ăn. Ui thịt mỏng thế. Anh bóc ra mà ăn nhá. Ui. Ta ra hồi. Cả cái con này mà nướng như hôm trước. Nướng lò quay cái bì không? Cái bì của nó bị chính mùi hoa hồi thôi. Đây này à, đang như quả trứng bất thảo ấy nhỉ. Không, tao ăn nướng đầu tiên tí thôi nào. Cái gì chê. Ăn đi. Có ăn chẳng có mà ăn. Của nhà mày tất. Chê. Này nhìn ấy.
chóng luôn. Mời cụ chơi. Cụ chơi đi. Con vừa đi ăn cỗ về còn no lắm rồi. Con vừa đi ăn Tết còn no lắm rồi. Ngon. 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 Ăn chưa kịp nói gì nhá. Nói gì? Ăn được. Không phải là ngon. Ngon. Thế nhìn là biết là thôi thôi. Không ăn. Chắc đi ăn trộm. Ăn được hả? Ăn thì ăn. Thật. Nó không ngon nhưng ăn được. Thấy không? Bảo. Bên trong là chưa. Bên trong là chưa ngầm ra vị. Ăn được. Đấy, ăn thỏ đi, ăn thỏ ngon. Anh nói ngồi lắm. Mẹ cả con lợn quý của rồi. Ngu. Trộm đâu à? Lợn trộm nào ấy? Anh nói mất quan điểm. Mất quan điểm. Lợn là em. Lợn là mây mà mày. Thôi, mẹ lại kiệt yếu ra cứt sắt đem lợn xuống đây. Anh không tin ra hỏi mẹ em như vậy thì em chết ăn lợn không? Lợn chết gì? Ô, đường nào nó chẳng chết. Đường nào chẳng chết. Này, mời cậu ta. Ăn thử đi. Tớ đây. Một quả đó. Tớ đi ăn cỗ no lắm rồi bạn. Linh đan đấy. Không, tớ đi ăn cỗ no rồi bạn. Bạn cứ ăn đi. Ngon. Ăn đi. Đặc khẩu ngon ngon. Chấm chấm ít nè. Không. Không. Nước chấm. Không. Chấm. Không. Nước này. Nhìn mọi người nhìn thấy giống nước đáy bỏ. Không chấm này. Chấm. Chấm ngon. Ngon. Em chấm đi, anh cho em chấm. Cái gì tao phải cho mà em mới chấm. Anh không bị kẹp mẹ mày. Này, đây chấm này. Tí nước xít này. Nước xịt không nước canh. Canh lợn luộc. Nước canh lợn luộc. Ngon. Cậu phải chê nhá. Nấu về ăn cũng ăn được thôi. Chê. Thay mặt hai con chó này anh ơi, cảm ơn. Để anh gọi chúng nó ra đại tiệc. Đại tiệc lợn nhé. Đấy. Nghèo gì chẳng có chỗ ngon.